đặc biệt nó là xoay quanh cái chủ đề như là bệnh của dâu tây. Thì gần đây mình nhận được rất là nhiều các cái hình ảnh chụp mà gửi qua bên Zalo cho mình, đặt câu hỏi cho mình và dâu tây của em bị làm sao mà nó như thế này và như thế này thì chữa làm sao. Thì ở đây mình có chụp lại một số các cái bức hình cũng như là có những cái ví dụ thực tế cho mọi người coi nhé. Thì để phân tích được cái nguyên nhân nó bị và là mà có những cái biện pháp xử lý làm sao nha mọi người. Ở đây thì là đó, mọi người không biết là có nhìn rõ hay không, thì trên hình là một bạn gửi cho mình cái hình như thế này. Bạn hỏi là dâu tây của bạn ấy bị làm sao nha. Đây là hình số 2 này. Đó, đây là hình số 2, các bạn nhìn thấy không? Không biết là nhìn có rõ hay không, và nhìn sang cái cây của mình đây thì nó có cái phần nào giống nhau hay không, thì tí nữa mình sẽ phân tích cho các bạn xem là nó có giống nhau hay là khác nhau nhé mọi người. Đó, còn đây là hình đây là bạn inbox cho mình. Dạ em chào bác, em có theo dõi anh trên kênh YouTube và về cách trồng và chăm sóc cây. Hiện tại em có một ít cây trong thùng xốp mà không biết vì sao cây phát triển kém, lá khô có hiện tượng yếu dần. Đó, còn đây thì là có một cái bạn chụp cho mình là anh sang cây dâu nó vàng như vậy thì làm sao. Đó, và đây tiếp tục là một cái tấm hình nữa mà có một bạn trồng trong cái chậu khá là to, nhưng mà các bạn có thể để ý là 1 2 3 4 5, bạn trồng khoảng 5 cây trong một cái chậu như thế này, và đó, và bạn để ở ngay trong nhà luôn nha. Đó thì là đây có vài tấm hình như thế. Đầu tiên thì để nói về cái tấm hình đầu tiên, mà cái tấm hình này thì rất là nhiều bạn quan tâm, thực sự là rất là nhiều luôn, mà mình cũng chưa có cái lúc nào mà để đi sâu vào trong cái bệnh tật của nó hết, cho nên là hôm nay mình quyết định quay cái video clip này hướng dẫn cho tất cả mọi người cách phòng tránh cũng như là cái cách trị bệnh cho một số cái cây dâu tây nó mắc phải, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng không phải là tất cả các bệnh của dâu tây mình có thể chữa được, hoặc là tất cả các bệnh dâu tây thì mình có thể gọi như là xử lý được á. Có một số cái loại bệnh thì mình khuyên các bạn là không nên xử lý, mà có thể là mình nhổ bỏ luôn và tiến hành trồng lại cũng như là nhổ bỏ để tránh lây lan sang những cái cây xung quanh đó. Mình nói như vậy các bạn có hiểu ý của mình không? Và bây giờ ở đây thì mình có thể quay cho các bạn coi cái cây đầu tiên. Cái cây ở đây thì mình tìm trong vườn mình thì không trồng rất là nhiều, nói chung vài nghìn cây thì không thể thiếu những cái cây nó bị như thế này được. Đó thì mình sẽ ngắt cái lá cho các bạn xem cho nó chi tiết này. Đó, đúng không? Đây là cái lá của nó rất là xoăn, là xoắn và không có cái biểu hiện là lá đẹp. Lá đẹp là như thế này này mọi người. Lá nào mà nó đẹp á, là nhìn nó sẽ bị, nó sẽ duỗi rất là thẳng và nó mềm mại, nó mượt mà, chứ nó không bao giờ là nó cong và nó uốn éo như thế này cả. Đó, bóp thì cũng khá là giòn nha mọi người. Đây, các cái mô của cái lá thì là nó bị cong vênh, rồi mặt sau của lá là nó có cái, nếu mà soi kỹ á, thì là nó cũng rất là cong vênh luôn, thì biểu hiện của nó là bị nhện và bỏ trĩ, chi khút nha mọi người, 100% luôn. Nhện và bỏ trĩ thì nhện thì nó ra nó chích hút vào buổi đêm nên mình cũng rất là khó thấy, còn bỏ trĩ thì cái con rất là nhỏ mà mình cũng không thể thấy được bằng mắt thường, mà mình phải soi bằng kính lúp hoặc là những cái kính nào nó có thể có cái độ phân, nó có độ phóng đại to hơn á, thì mình sẽ có thể thấy được. Đó, đây nó bị thế này á, là thường thường là nó bị từ lá non cho tới lá già nha mọi người. Đó, thường thường bỏ trĩ thì nó sẽ chích hút lá non rất là mạnh. Đó, mọi người có thể thấy này, cái lá nó không thể phát triển nổi luôn, nó không thể mở được ra luôn, và nó cứ cụp như thế này thôi. Đó, đây là một cái bệnh cũng khá là phổ biến, khá là phổ biến đối với ai, đối với những bạn nào mà trồng dâu tây lần đầu. Có nghĩa là trồng dâu tây lần đầu á, thì mình thường bị mắc phải những cái tình trạng như thế này. Có nghĩa là mình không biết gì về xử lý, không biết gì về cái bệnh của dâu tây, sau đó mình nhìn cái cây thì mình cũng không phân biệt được là cái này nó có phải bị bệnh không, hay là nó bị thiếu chất, hay là nó như thế nào. Đó, thì mình cũng không biết được. Đó,
rồi các thứ là mình cũng chưa có chịu mày mò tìm hiểu. Bởi vậy nên là khi mà nó bị bệnh xong rồi nó bị nặng hơn á, thì mình cũng mới có thể là phát hiện ra. Có nghĩa là nó bị nặng rồi á, thì bắt đầu mình thấy cái lá, cái đồ, các thứ, cái ngọn, cái thứ của nó không bình thường. Thì mình mới nhận ra là chắc cái này nó bị bệnh. Xong đó mình mới đi tìm thuốc để mình chữa, hoặc là như thế nào đó, thì nó cũng đã là rất là trễ. Y như là mình bị phát hiện sớm á, thì mình bị bệnh trong người, mình phát hiện sớm thì cái khả năng điều trị và cái khả năng trị được bệnh thì nó sẽ tốt hơn là mình phát hiện trễ, đúng không mọi người? Đó thì đây cũng là một trong những cái điều mà mình muốn nói. Đó, nguyên nhân của nó thì là do nhện và bọ trĩ. Một số thì là nó cái cây của mình thì nó không bị rầy, nhưng mà cái cây của bạn này ấy, thì là nó bị rầy rất là nặng. Mọi người có thể thấy này nha. Đó, không biết là mọi người có thể thấy không, thì cái lá của nó là nó không còn màu xanh nữa mà nó chuyển sang màu đen, màu đen như than vậy đó. Đó, mọi người thấy cái lá này này, cả cái lá này này, hai cái lá này nó biểu hiện rõ nhất này, là nó màu đen. Thì đây là một trong những cái bệnh nữa, nó bị rầy đen tấn công. Thì cái rầy đen này á, thì khi mà nó tấn công xong thì trên cái lá của mình, ngoài cái việc sần sùi lên và nó bị móc méo lên và nó bị cong vênh lên á, thì là nó còn có một cái biểu hiện nữa là nó bị đen cái mặt trên của cái lá đó. Cái mặt trên của cái lá như thế nào nó sẽ bị đen này mọi người. Có nghĩa là cái rầy đó nó sống ở đó rồi, nó chích hút rồi và nó thải ra cái phân á. Thì cái phân của rầy đó là nó có cái màu đen và nó sẽ bám ở trên cái lá này. Nó bám ở trên cái lá này thì nó sẽ làm cho cái lá của mình nó mất cái chức năng quang hợp và hấp thụ ánh sáng, cũng như là hấp thụ cái phân bón qua lá. Nói chung là nó làm mất các cái chức năng của cái lá đi, thì nó cũng làm cho cái cây của mình nó kém đi đó. Bằng cách là mình cũng đây là những mình phân tích những cái nguyên nhân nha. Còn những cái bây giờ là mình chuyển sang những cái mà để phòng tránh và trị bệnh nha. Thứ nhất là để phòng tránh được những cái này á, thì mình phải làm sạch. Nói chung là mình trồng ở đất thì mình phải làm sạch cỏ các thứ này để hạn chế sâu các thứ này, rầy nó về này. Và nếu mình có phát hiện thấy những cái dấu hiệu bất thường nha, đó những cái dấu hiệu bất thường thôi, có nghĩa là cái lá nó bình thường thì nó sẽ khác. Đây này, cái lá nó bình thường là nó sẽ rất là mở màng và nó không có bị vậy đâu. Đó, đây bữa nay thời tiết chỗ mình nó mưa ghê quá nên là nó bị dập rất là nhiều. Đó, nó lá nó phải là bình thường, còn nếu mà phát hiện thấy bất thường có nghĩa là nó bị lá nó bị cong cong vẹo vẹo, hoặc là nó không có màu xanh, nó gọi là nó không có màu xanh thường thấy ở những cái lá dâu á, hoặc là những cái lá cây bình thường á, mà nó bị kiểu biểu hiện như là đây này, nó bị chích hút cho nên là các cái mô cây của nó là bị hư hết, thì mình phải tiến hành mình phun thuốc. Mà mình phun thuốc ở đây là không được phun thuốc sinh học nữa, mà mình chuyển sang mình phun thuốc là hóa học luôn. Có nghĩa là phun thuốc trừ sâu, hoặc là phun thuốc nhện, hoặc là phun thuốc bọ trĩ đó. Thì một số các dòng thuốc mình có thể đọc tên thuốc trừ sâu, thì các bạn nếu mà phun về dòng rầy nha, dòng rầy, rầy đen, và hồi nãy mình có cho mọi người xem hình á, thì mọi người lên mạng Google gõ từ khóa là ba đăng 300 WP là nó sẽ ra cho các bạn một cái gói thuốc. Thì cái gói thuốc đó là mình đã sử dụng và thấy rất là ok trong cái vấn đề là trị được rầy đen cũng như là một số các cái dòng sâu. Đó, bên cạnh đó thì nó cũng có thể trị được là nhện đỏ và bọ trĩ, nhưng mà cái tác dụng của nó thì không bằng thuốc đặc trị. Nhưng nếu mà mình bị nhẹ hoặc là chưa bị mà mình phun cái đó để phòng ngừa, tất nhiên là mình phải phun trong cái thời kỳ nào thì nó ok. Thời kỳ có nghĩa là mình phát hiện được mới phát hiện được bệnh, hoặc là thời kỳ mình phun phòng ngừa. Phun phòng ngừa với phun phát hiện được bệnh nó sẽ có những cái điểm khác nhau như thế này. Đó, phun phòng ngừa thì là mình phun cái liều lượng nó nhẹ thôi, có nghĩa là trên cái bao bì hướng dẫn người ta có thể ghi là 8 gram cho bình
8 gram cho bình bao nhiêu nhỉ? 8 gram cho bình 12 lít nước á. Thì bây giờ mình phun khoảng 4 gram thôi. 4 gram cho một bình 12 lít nước thôi, hoặc là bình 6 lít nước thôi. Đó, thì mình giảm một, có nghĩa là trên bao bì nó hướng dẫn thế nào thì mình giảm một nửa cái liều lượng ở trên bao bì đó mình phun. Ok cho mọi người. Còn những cái trường hợp mà nó đã bị bệnh rồi á thì mình phải phun đúng liều lượng của nhà sản xuất khuyến cáo nhá. Đó, phun đúng liều lượng của nhà sản xuất khuyến cáo cho mình thì mình phun đúng cái liều lượng như vậy để cho cái, và phun phải hai lần nha mọi người. Đó, phun nếu mà nó đã bị bệnh rồi mọi người nên double lại hai lần, có nghĩa là phun một lần xong đó khoảng 5-6 ngày sau mình phun tiếp lại một lần nữa, phun là phải phun hai mặt lá, có nghĩa phun mặt trên rồi xong mình ngửa cái vòi lên trên mình phun luôn cả mặt dưới. Đó là mình phun các cái cây xung quanh, khi mà cái cây đó nó bị bệnh mà những cái cây xung quanh nó chưa bị bệnh á thì mình cũng tiến hành phun xung quanh luôn để tránh cái tình trạng là nó bị lây lan sang, đúng chưa? Rồi thứ nó bị như đó, đó là nói xong một cái vấn đề bỏ trĩ này, làm xoắn lá này, rồi làm cây kém phát triển này, rồi rầy đen này. Đó, còn một cái bạn nữa thì bạn nhắn tin cho mình thì bạn hỏi là đâu rồi? Đây, đối với những cái hiện tượng này thì mình không thể chữa được luôn. Đây là những cây cấy mô không, mình cũng không biết bạn mua ở đâu thì mình chuyên làm ngó. Nhưng mà cấy mô thì thực sự thì mình đây là cũng là trao đổi hoặc là nói chuyện hoặc chia sẻ cho mọi người trên cái phương diện cá nhân thôi, chứ cũng không phải là mình dìm hàng những bạn trồng cấy mô. Những bạn trồng cấy mô người ta trồng cũng rất là đẹp nhưng mà cây cấy mô thì các bạn biết rồi, nó là trồng từ, nó là cấy từ hạt ra, trồng ươm từ hạt ra. Cái cây nó thường thường được ươm ở trong ươm một lần là cái số lượng lớn và ươm cái ở cái diện tích nó nhiều, đúng không? Ươm được nó số lượng lớn chứ không phải diện tích nhiều, quên. Nhưng mà cây nó rất là nhỏ, nói chung cái cây cấy mô lên tầm tháng mấy thì nó mới cao được khoảng cỡ 7 phân tới 8 phân thôi, và nhìn cái cọng lá của nó cũng rất là nhỏ chứ nó không có được mập mạp. Thứ hai là nó chỉ được khoảng 3 tới 4 lá thôi nha mọi người, 3 tới 4 lá mà lá rất là bé, và cái bộ rễ của nó cũng chỉ là một xíu xiu như thế này thôi. Thì cái đó trồng chăm sóc thì đối với những cái bạn biết trồng hoặc là đã có kinh nghiệm trồng rồi thì các bạn ấy có thể trồng được, còn đối với những người mới thì mình khuyên là các bạn chưa nên mua cấy mô, bởi vì cấy mô trồng rất là khó và cây nó nhỏ cũng như là nó rất là dễ bị èo, rất là dễ bị chết, cộng với cái việc mà nếu mà giá thể của mình không hợp thì mình đưa vô thì 100% là nó chết, 100% luôn, chứ đừng nói là 90 hoặc là 99% nữa. Đó, các bạn nào trồng cấy mô rồi mà gặp phải những thất bại thì bạn có thể biết được là trồng cấy mô nó sẽ khó hơn trồng cây ngó rất là nhiều. Đó, mình cũng nói sơ vậy, và cấy mô nó cũng rất là lâu cho hoa nha mọi người. Nếu người ta ươm đã mất khoảng hơn một tháng thì mới cho được một cái cây như thế này, và các bạn mua về cái cây như thế này các bạn chăm bèo nhất cũng phải từ 2 đến 3 tháng nữa, nếu mà chăm tốt thì nó mới có hoa. Đó, nếu mà là chăm tốt nha nó mới có hoa đó, còn khá là lâu mới có hoa. Cái mô thì nó phát triển không thể nhanh bằng cái ngó được. Đó, rồi đối với trường hợp đó thì mình xin không bình luận, tại vì biết sao không, không thể chữa được. Bây giờ cái cây tầm này rồi, bé tẹo mà nó muốn chết hết rồi thì không thể chữa được. Đó, còn một cái tình trạng nữa là cái tình trạng như thế này. Đó, là các bạn trồng quá nhiều cây vô trong một cái chậu nha. Thì mình khuyên thật sự là mọi người không nên trồng quá nhiều cây vào một cái chậu. Có nghĩa là một cái chậu thì theo mình thấy ok nhất á, là cái chậu đó bạn chỉ nên trồng một cây một thôi. Đó, một cây một thôi là ok rồi. Các bạn chăm thật tốt lên là cái cây nó sẽ hoàn toàn có thể bao phủ được toàn bộ cái chậu đó. Đó, tất nhiên là không phải là bao phủ toàn bộ cái chậu to đùng nha, còn bao phủ cái mặt chậu nó vào khoảng cỡ 30 tới 35 phân là dâu tây hoàn toàn có thể bao phủ được hoàn toàn cái mặt chậu như vậy. Và cái độ sâu của nó, mình khuyên các bạn là nên trồng cái độ sâu của chậu từ khoảng 22 tới 27 phân là ok nhất nha. Tại vì dâu tây là nó sẽ cần rất là nhiều cái đất để cái giá thể để nó ăn. Mình mới phát hiện ra một cái, có nghĩa là
những cái bầu dâu tây mà trồng lâu rồi á, thì cái bộ rễ của nó gần như là ăn sạch đất luôn. Cái rễ nó cuộn tròn quanh cái bầu như thế. Thì hôm nào mình sẽ có cái video hướng dẫn chi tiết riêng cho những cái bạn nào mà trồng hoặc là những muốn phục hồi những cái cây dâu tây nó đã bị già cỗi, thì mình phục hồi nó như thế nào và mình chăm sóc loại như thế nào. Dâu tây thì nó không có khái niệm già đâu mọi người. Mình trồng cũng khá lâu rồi, mình không có cái khái niệm già. Già thì mình trẻ hóa nó ra bằng cách là mình nhổ nó lên và mình cắt tỉa tất cả mọi thứ và tỉa luôn cái bộ rễ nó đi. Sau đó mình trồng lại ở một cái giá thể mới, thì nó sẽ ra sống và phát triển lại bình thường cho mọi người. Chứ nó không có khái niệm già và chết đâu mọi người ạ. Mình để nó lâu nó tự già, nó tự chết, mà nó tự hết thì nó tự chết thôi. Chứ còn nếu mình biết làm thì nó sẽ tự sống lại mà nó sống còn khỏe hơn những cái cây khác nữa. Thì hôm nào mình sẽ có cái video giới thiệu riêng hoặc là chia sẻ riêng cho mọi người biết những cái đó. Còn đây là mình khuyên mọi người là không nên trồng chung như thế này. Và trồng thì dâu tây đầu tiên thì mọi người bỏ ở trong mát được, ok. Nhưng mà phải là cái nơi nào nó nhiều ánh sáng một chút. Chứ nhiều ánh sáng và tránh ánh nắng trực tiếp đó nha mọi người. Còn một thời gian sau khi cây đã lên khoảng 3-4-5 lá rồi á, thì mọi người nên di chuyển nó ra cái khu vực mà có ánh nắng ban ngày. Có nghĩa là cái khu vực đó có nghĩa là có thể là từ 9, 8, 9, 10 giờ là nó nắng đến 11 giờ. Còn từ 11 giờ trở về sau là nó chỉ có ánh sáng thôi và tránh ánh nắng trực tiếp là ok nhất. Và mọi người chọn những cái chậu nào nó kích thước nó vừa ok, nó vừa đủ ăn, nó vừa đủ xài trong khoảng thời gian dài. Có nghĩa là chậu thì cái miệng, cái mặt thì nó khoảng 20 phân thôi, nhưng mà cái chiều sâu của nó khoảng từ 23 tới 27 phân. Nói chung là từ 25 đến 30 phân cũng được. Những cái chậu đó thì khá là ok. Thì mình trồng thì cái cây dâu của mình nó sẽ chịu được và nó sẽ ăn được lâu. Chứ còn những cái bạn yêu thích, mình nói thẳng nha, yêu thích cái sự nhỏ nhắn, xinh xắn, sạch sẽ, thì các bạn, mình khuyên các bạn là không nên trồng dâu tây luôn. Tại vì trồng dâu tây không thể nào mà nó sạch sẽ mãi được. Không thể nào mà nó nhỏ xíu xíu mà nó sống mà nó cho quả mà nó lại cho quả xong, hoặc là nó sống nó cho quả mà cho quả to, quả đẹp, quả mọng nước rồi quả ngon được. Những cái chậu như thế là không thể nào mà làm được những cái việc như thế được. Trừ khi các bạn bê nguyên một cái cây to đùng về, các bạn đặt luôn vô chậu, xong rồi các bạn tưới tắm, nó chín cái lứa quả đó xong phát là những cái bạn mà mình thấy là mua những cái cây cây gọi là cây gì ra? Đánh đất á. Người ta đánh đất ở đây nè, bên này là dâu mình đang đó, dâu bình thường, dâu đẹp là như thế này á mọi người. Cái lá, cái ngọn nó là xanh mơn mởn mởn như thế này nè. Nó không có cái biểu hiện nào cong cong méo méo rồi gì hết á. Mà nó ok như vậy đó. Dâu của mình thì bữa nay là nó ngắt lứa rồi, quả nó không có được to nữa. Nhưng mà để thu chơi thôi. Để thu chơi thôi chứ còn đây nè. Dâu tây thì nếu các bạn chăm ok thì nó ra hoa ra quả quanh năm luôn nha mọi người. Tại vì biết sao không? Là một cái cây dâu tây thì nó có rất là nhiều thân. Thì cứ mỗi cái thân này nó ra quả xong thì cái thân khác, cái ngọn khác nó sẽ tiếp tục ra quả. Nếu mình cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nó thì nó sẽ ra liên tục cho mọi người. Chứ mọi người không bao giờ phải suy nghĩ về vấn đề là sao tôi trồng miết không có quả. Trồng miết không có quả nó cũng phải có nguyên do chứ, là tại sao không có quả chứ. Nhưng mà thôi, mình đang nói về cái vấn đề cái gì nãy đang nói vấn đề gì ta. Trồng cái cây mà mấy cái bạn mà yêu thích cái sự nhỏ nhắn này, sạch sẽ này, xinh xắn, mà lại còn thích cái trái dâu tây nó to mà nó đẹp á, thì khuyên các bạn không nên trồng. Bởi vì những bạn trồng những cái loại đó là nó không thể nào mà thành công được. Bởi vì cái cây, cái chậu nó quá nhỏ, mà các bạn nhiều khi còn treo lên á. Treo lên á là mình nói với các bạn này, treo lên, nếu mà các bạn muốn treo cái chậu dâu tây lên nha, là treo lên thì các bạn phải sử dụng cái chậu to hơn cái chậu mà các bạn trồng dưới đất khoảng gấp rưỡi. Các bạn hiểu không? Ví dụ gấp ở dưới đất các bạn trồng cái chậu mà size 20-25 đi chẳng hạn, chiều rộng nó 20, chiều cao nó 25, thì các bạn lên trên cao á, là các bạn phải tăng cái độ đó lên nữa thì nó mới chịu nổi. Vì trên cao là nó nhanh thoát nước lắm. Mà
cái giá thể của bạn chuẩn bị không có kỹ hoặc là không có vừa thì cái độ tưới của các bạn tưới đến đâu nó chảy ra hết đến đó, nó chảy hết nước ra đến đó, nó không có thấm kịp vô trong cái giá thể của bạn là nó sẽ rất là nhanh bị héo dâu nha mọi người. Đó thôi, hôm nay mình chia sẻ vui vui như vậy thôi, chứ bây giờ nói nhiều quá mấy bạn nhiều khi không hiểu ý mình nói rồi bắt đầu lại bảo là nói lung ta lung tung. Ô, quả này thúi bà mất rồi. Đây, mấy hôm nay mình bận, mình không ra vườn được. Hai vợ chồng mình nói thiệt mới đi từ Dũng về. Đó, mình cũng nói chung là nói chuyện với các bạn thôi chứ không phải là lên đây kể khổ. Mình có một cháu rồi, cháu cũng được hơn 20 tháng. Nói chung cháu cũng rất là lanh lợi, rất là ok. Bình thường, nhưng mà không biết là đợt này thì hai vợ chồng mình cũng kế hoạch là sinh một bé trong cái năm nay, nhưng mà bé mới được có 3 tháng thôi, 12 tuần thôi, thì mình siêu âm ở đây thì bác sĩ nói là độ mờ da gáy ấy, mình cũng không biết là gì, nhưng mà độ mờ da gáy là ở đây là 2.6, nhưng mà khi mà bác sĩ thứ hai siêu âm cũng ở đây luôn thì bác sĩ thứ hai bảo là cũng 2.6, nhưng mà bác sĩ ở đây khuyên lên Sài Gòn đi. Thì mình mới lóc ca lóc cóc lên hai vợ chồng lừa nhau lên xe từ Vũ khám. Lên từ Vũ khám thì ở đây siêu âm là 2.6, nhưng mà lên Sài Gòn người ta siêu âm lại là 3.6, và người ta nghi ngờ là bé này sẽ không bình thường. Nói chung là nó sẽ có những cái bị dị tật bẩm sinh, với lại là cái gì nhỉ, dị tật bẩm sinh với lại bị đau, với lại nói chung là bị về tim nữa. Mọi người không phải là biết lắm rồi, nhưng mà bác sĩ nói thế thì mình biết thế. Thế rồi bác sĩ xét nghiệm máu thì mình cũng không biết xem, nhưng mà sau khi xem kết quả xét nghiệm máu xong á thì bác sĩ bảo là thôi bây giờ làm cái xét nghiệm double. Nói chung là mình cũng không hiểu lắm, nhưng mà đưa vợ mình vào trong phòng rồi bắt đầu là lấy sinh tiết á, người ta gọi là sinh tiết hoặc là gọi cái gì nhỉ, lấy cái gì ở trong cái dạ của con, dạ con á, để người ta xét nghiệm xem là có bị làm sao hay không đó. Thì nhưng mà mình theo mình tìm hiểu cũng như theo mình đi hỏi ấy, thì những người bị như thế thì khả năng bình thường thì thấp lắm. Còn bác sĩ nói là khả năng là 70-30 ấy mọi người ạ. Nói chung là 70% là có thể bị những cái triệu chứng, những cái dị tật bẩm sinh đó, và chỉ có 30% là nó lành lặn thôi. Nhưng mà bây giờ mình cũng khám xong rồi, xét nghiệm xong rồi, khoảng 2 tuần sau mới có kết quả. Thì người ta hẹn là 2 tuần sau nữa thì hai vợ chồng xuống. Có vấn đề gì đấy thì để bác sĩ thông báo rồi xem như thế nào đó. Thì mấy hôm nay cũng buồn lắm, nhưng mà cũng biết sao được. Giờ về nhà không muốn làm gì luôn á. Nói chung đi thì nó cũng tâm trạng lắm. Nhưng mà về thì cũng mệt mỏi nữa. Rồi không chỉ cả mệt mình mà mệt cả gia đình nữa á. Cả gia đình, cả vợ mình thì không nói rồi, tại vì bây giờ là mọi người thì chỉ có động viên thôi, chứ quan trọng nhất là vẫn là vợ mình. Buồn, nói chung là cũng khá là buồn, nhưng mà bây giờ cũng chờ kết quả thôi, thì mình cũng chia sẻ với mọi người như vậy thôi, chứ còn mà chỉ có trong gia đình biết, nhưng mà trên này thì toàn là những người ở xa thôi, cũng không có ai ở gần mình cả, cho nên mình nói thì cũng không có ngại điều gì cả. Đó, hôm nay chia sẻ để cho nói ra để cho nó nói ra để cho nó đỡ. Nói chung là cái suy nghĩ ở trong lòng mình thôi. Đó. Cho nó đỡ nhẹ đi thôi nha mọi người ạ. Thôi cái video này
mình xin kết thúc ở đây. Chúc mọi người gặp được nhiều cái may mắn trong cuộc sống, cũng như là nếu mà chồng dâu thì sẽ tránh được những cái bệnh tật, cũng như là những cái điều cần tránh, cũng như là những cái mà chúng ta hay bị gặp phải. Bây giờ chúng ta tránh đi để cái mình trồng dâu nó ok hơn. Đó, đây cái vườn ngoài trời của mình thì chắc khoảng một tháng nữa là nó sẽ tàn thôi, bởi vì sắp mùa mưa nữa là nó tới, là nó mưa cho 3-4 cơn. Nó mưa 3-4 cơn liên tiếp, mà mưa dạng mưa to mưa đá thì nó sẽ bị dập hết. Cho nên là đợt này thì chăm tới khoảng tháng nữa thu được khoảng lứa quả nhỏ nữa, với lại khoảng cỡ vài nghìn cây nữa là hết giống rồi. Đó. Bữa nay tới đây thôi rồi. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.